chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Điều Long Trường Phát. Đầu tiên thì xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha quý vị. Hôm nay Điều Long Trường Phát xin được giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một dãy nhà trọ bao gồm một nhà ở, một kiosk và 10 phòng trọ. Tọa lạc trên con đường NI2A của tái định cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Con đường thì có bề rộng đường bê tông là 8m và vỉa hè mỗi bên là 4m, bao gồm cây xanh và cống thoát nước nha quý vị. Về nếu đứng từ dãy trọ mà mình đi về phía bên trái thì sẽ đi ra đường đi ra Mỹ Phước Tân Vạn thì khoảng tầm là 500m quý vị. Và ở đó thì có thêm trường tiểu học Trần Văn Ơn. Và nếu mình đi về bên phải thì sẽ lại đi về khu công nghiệp của Mỹ Phước 3. Và khu công nghiệp của Mỹ Phước 3 thì ôm trọn theo đường DE4 và đường NE6 của Mỹ Phước 3 nha quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn tham quan một chút về cái sản phẩm bất động sản này. Đầu tiên thì đó là cái căn nhà. Đây là một căn nhà cấp 4 được xây dựng là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Cầu thang đúc và tay vịn là gỗ căm xe nha quý vị. Khá là sạch sẽ và ốp gạch bên trong nhà là 1,5m. Đây quý vị, ở dưới thì có một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh. Tầng trên thì có một không gian sinh hoạt chung và một phòng ngủ ở phía sau cái không gian sinh hoạt chung đấy quý vị. Không gian thì được bố trí khá là rất là phù hợp để định cư, để ở nha quý vị. Vâng, bây giờ thì mình sẽ đi sang bên cái kiosk và cũng như cái là lối đi vào phòng trọ như thế nào. Một điều đặc biệt nữa về cái sản phẩm này thì hiện tại thu nhập cho thuê là 20 triệu một tháng nha quý vị. Ở đây thì có một cái kiosk nó nhỏ hơn, kiosk có gác đúc. Cửa của kiosk đó là cửa kéo, còn cái cửa nhà của mình ấy đó là cái cửa kính cường lực và sắt. Và cái lối đi vào 10 phòng trọ bên trong là 2m nha quý vị. Ở đây thì cái vòm tôn tre thì có tôn sáng nên là cái dãy trọ rất là thoáng và cái không gian cũng rất là sạch sẽ. Ốp tường, tất cả các phòng trọ đều ốp tường cao là 1m4 nha quý vị, được cao là 1m4. Và bên phía kiosk thì có 5 phòng trọ và cái cửa của nó thì được thiết kế nó theo kiểu mới, rộng rãi hơn, rất là dễ thuận tiện để đưa xe cộ vào bên trong. Và bên này thì có 4 phòng trọ thì cái cửa của nó là cửa một cánh. Tất cả những phòng trọ ở đây thì đều có gác đúc và không diện tích của mỗi căn nó sẽ rơi là 16m2, 16m2 xây dựng. Tổng thu nhập của cái dãy trọ này là 20 triệu một tháng nha quý vị. Đấy, quý vị các bạn muốn mua sản phẩm này thì đừng quên liên hệ cho Địa ốc Long Trường Phát qua số điện thoại là 098 559 3136 nha quý vị. Về các cái tiện ích ở xung quanh đây thì Long sẽ nói thêm một chút, như là về Mỹ Phước thì có các cái như là khu công nghiệp của Mỹ Phước 3, hàng ngàn công nhân đang làm việc thì bao bọc xung quanh cái vị trí này. Và đường Mỹ Phước Tân Vạn thì cách đây chỉ có 500m thôi. Và Đại học Việt Đức, trường Đại học Việt Đức thì cách đây khoảng tầm là 3,5 km. Ở đó thì có thêm siêu thị Go đang chuẩn bị được khởi công và xây dựng. Về cái diện tích của căn nhà trọ này là có bề mặt tiền là 10m và sâu vào là 30m và phun thổ cư. Hiện tại đang được chào bán tới toàn thể quý vị là 4 tỷ 650 triệu nha quý vị. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã xem video. Kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo.